Xin chào các bạn, trong những ngày qua nổi lên thông tin tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk đã thách Tổng thống Nga đấu tay đôi với phần thưởng là đất nước Ukraine. Elon Musk là ai mà lại dám thách đấu với Tổng thống Vladimir Putin? Và những diễn biến của vụ việc này đã đi đến mức độ nào rồi? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay. Trước hết thì theo tính toán của Forbes, Elon Musk là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản ròng là 219,1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều hơn gần 50 tỷ đô la Mỹ so với người giàu thứ hai thế giới là giám đốc điều hành của Amazon Jeff Bezos. Elon Musk đã viết trên mạng xã hội như thế này: "Tôi thách đấu ông Vladimir Putin đấu tay đôi, phần thưởng cá cược là Ukraine. Liệu ông có chấp nhận lời thách đấu này hay không?" Đó là một phát biểu thực sự rất sốc. Elon Musk thì thường xuyên tương tác với các fan trên Twitter, trong đó nhiều thông tin, nhiều thông điệp gây tranh cãi hoặc tác động mạnh đến thị trường. Anh em chơi các bộ môn số học tại Việt Nam có lẽ đã quá quen thuộc với những dòng trạng thái của vị tỷ phú lập dị này. Năm ngoái, trong một bài viết bình chọn Elon Musk là nhân vật của năm, tạp chí Time cũng đề cập đến việc ông có hàng chục triệu người theo dõi trên Twitter và nhấn mạnh cá tính, dường như thích tìm niềm vui từ chia rẽ và chế nhạo người khác của tỷ phú công nghệ nước Mỹ. Elon Musk, vị tỷ phú giàu nhất thế giới này, tại sao lại thách đấu Tổng thống Vladimir Putin nhỉ? Bởi vì ông ta đã bày tỏ ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Ông Elon Musk cũng đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ từ Kiev bằng cách kích hoạt mạng lưới Internet vệ tinh Starlink ở Ukraine, đồng thời gửi thiết bị để khôi phục mạng cho những khu vực bị mất kết nối do chiến sự. Đáp lại thì Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảm ơn ông Elon Musk vì đã hỗ trợ Ukraine bằng cả lời nói và bằng cả hành động, đồng thời cho biết ông sẽ nhận thêm một đợt hệ thống Starlink cho các thành phố bị phá hủy trong những ngày tới. Và ngay sau khi thách đấu Tổng thống Vladimir Putin với phần thưởng là Ukraine, tỷ phú Elon Musk lại tiếp tục cà khịa Ramzan Kadyrov, Tổng thống đồng thời là Tổng tư lệnh quân đội nước Cộng hòa Chechnya. Trước đó, ông Kadyrov trong bài đăng trên Telegram đã cảnh báo tỷ phú người Nam Phi là không nên dại dột đọ sức với Tổng thống Vladimir Putin do hai người ở đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Elon Musk, một lời khuyên nhé. Đừng có đọ sức mạnh với Putin, hai người quá khác biệt về đẳng cấp, không phải về võ thuật hay judo. Một người là doanh nhân, là người chơi Twitter, còn một bên là chính khách quốc tế và chiến lược gia. Tổng thống Putin sẽ bị đánh giá là phi thể thao nếu chấp nhận lời thách đấu từ một đối thủ yếu hơn quá nhiều. Hãy luyện tập thêm cơ bắp để thay đổi từ Elena yếu đuối thành Ellen cơ bắp trước đi nhé. Tổng tư lệnh Kadyrov cũng không quên giới thiệu một số trung tâm võ thuật tại Chechnya, tức là Chechnya, cho Elon Musk tham khảo, đồng thời khẳng định CIO của SpaceX sẽ biến thành một người khác khi rèn luyện tại đây. Đúng là một lời chế nhạo. Đáp lại, Elon Musk đã đổi tên thành Elon Musk, cũng rất hài hước trên Twitter và khẳng định: "Cảm ơn đã giới thiệu các trung tâm võ thuật, nhưng tôi sợ rằng luyện tập như vậy sẽ khiến mình có nhiều lợi thế. Tôi thậm chí có thể sử dụng tay trái để chiến đấu, dù đây chẳng phải là tay thuận của mình." Ký tên Elona. Và đây không phải là lần đầu tiên người giàu nhất hành tinh đấu khẩu với Tổng thống Putin, mà ông Putin thậm chí còn chẳng thèm đáp trả trên mạng xã hội. Còn nhớ là hồi tháng 2 năm 2021, Elon Musk đã đăng tải dòng trạng thái gửi đến tài khoản Twitter chính thức của Tổng thống Putin với câu hỏi: "Ngài có muốn đối thoại với tôi trên Clubhouse không? Rất vinh dự được nói chuyện với ngài." Các dòng trạng thái của Elon Musk thường được bồi thêm tiếng Nga phía dưới. Clubhouse là ứng dụng cho phép mọi người nghe các cuộc thảo luận và trò chuyện trực tuyến riêng tư trong một phòng chat, giống như là tham gia một cái buổi meeting hoặc là đối thoại giữa hai người. Người dùng chỉ có thể gia nhập Clubhouse khi có lời mời từ người đã tham gia ứng dụng. Đúng là xét về việc chơi mạng xã hội thì ít người trên hành tinh này ngông như Elon Musk. Nhưng mà giả sử có một cuộc cách đấu tay đôi ngoài đời thực thì sẽ như thế nào? Có lẽ là nhiều người cũng đã tưởng tượng ra rồi. Xét về tuổi tác thì Elon Musk là người trẻ hơn Tổng thống Putin rất nhiều, nhưng xét về trình độ võ thuật thì rất khác biệt. Trong những môn võ từng luyện tập và thi đấu, Tổng thống Putin đặc biệt yêu thích môn judo. Từ năm 11 tuổi thì ông đã tập judo và ông từng giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi đấu tổ chức ở Saint Petersburg. Ông Putin cho biết khi còn trẻ, lúc đầu thì bố mẹ ông tin rằng thể thao có thể khiến ông mất tập trung vào việc học và phản đối sự quan tâm của ông với bộ môn tên là Sambo, một môn võ thuật, thể thao và chiến đấu của Nga. Tuy nhiên, tình hình cuối cùng cũng được thay đổi khi mà người thầy của ông quyết tâm đích thân đến thăm bố mẹ của ông Putin và thuyết phục họ rằng chơi thể thao sẽ giúp con trai duy trì thể lực và giúp ích trong cuộc sống. Tổng thống Nga cũng tiết lộ rằng đấm bốc thực sự là môn thể thao đầu tiên mà ông cố gắng tham gia khi còn là một cậu bé và cho biết
sự quan tâm của ông với đấm bốc đã giảm sau khi ông bị gãy mũi. Năm 2012, ông Putin đã nhận được đai đen bát đẳng judo. Ông cũng trở thành một trong những người Nga đầu tiên làm được điều này. Ông cũng đồng sáng tác một cuốn sách về judo, xuất bản bằng tiếng Nga với tựa đề Judo với Vladimir Putin. Cuốn sách này với phiên bản tiếng Anh, Judo, lịch sử, lý thuyết thực tiễn, và được xuất bản vào năm 2004. Nên nhớ là ông Putin có tài năng thực sự ở môn judo, chứ không phải là được cơ cấu để lên bát đẳng nhờ vị thế của một chính khách. Tập judo nhiều năm liền khi là điệp viên của KGB, Putin cũng được đánh giá rất cao ở khả năng võ thuật. Theo ông Putin, tập judo giúp các võ sĩ cải thiện cuộc sống thông qua việc nâng cao ý chí và sự tôn trọng người khác, tinh thần dũng cảm, khả năng chiến đấu và vượt lên trên bất kỳ khó khăn nào mà vẫn giữ được phẩm giá của mình. Những điều này, qua sự đánh giá của Putin, rất hữu ích với một chính trị gia. Ngoài judo thì ông còn rất thiện nghệ các môn như là taekwondo và karate. Năm 2013, ông Putin nhận được đai cửu đẳng taekwondo. Năm 2019, ông được trao bát đẳng huyền đai karate của môn phái Kyokushin. Đây cũng là một trong những hệ phái mạnh nhất của karate. Đáng chú ý, ở các môn võ thuật này, từ nhất đẳng đến ngũ đẳng, mỗi võ sĩ đều phải trải qua thi đấu để được lên trình. Những cấp độ sau đó mới được trao mang ý nghĩa danh dự. Khi đã trở thành nhà lãnh đạo của Nga, ông Putin vẫn duy trì thói quen đến thăm các võ đường, đặc biệt ở môn judo. Khi cần thiết, ông sẵn sàng thay võ phục để thi đấu hoặc thị phạm những động tác tấn công hay phòng ngự để các võ sĩ khác học hỏi. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã bị Liên đoàn Judo Quốc tế đình chỉ vai trò chủ tịch danh dự và đại sứ sau khi ông thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Putin đã giữ chức chủ tịch danh dự từ năm 2008. Trong quá khứ thì đây không phải là lần đầu tiên có một người mời ông Putin tỉ thí võ nghệ. Năm 2019, cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo từng có lần gợi ý Tổng thống Nga và Tổng thống Mông Cổ thi đấu với nhau tại Nhật. Tại sao lại là Tổng thống Mông Cổ ở thời điểm ấy? Phải chăng vì họ mâu thuẫn? Chẳng phải là như vậy. Tổng thống Mông Cổ lúc bấy giờ có tên là Mutunga. Ông lớn lên cùng môn đấu vật truyền thống Mông Cổ. Cha ông là một huấn luyện viên. Mutunga từng là thành viên của đội tuyển ở vật quốc gia Mông Cổ trong một giai đoạn dài từ năm 79 đến năm 90 và giành chức vô địch thế giới tại thủ đô Mông Cổ, Ulaanbaatar vào năm 1989. Không chỉ là một nhà vô địch đấu vật Mông Cổ, Tổng thống Mutunga còn là một nhà vô địch Sambo, chính là môn thể thao mà ông Putin rất yêu thích. Tại giải vô địch Sambo thế giới năm 1983 tại Kiev, Ukraine, ông đã giành huy chương vàng. Sambo là môn võ thuật được phát triển bởi Hồng quân Liên Xô từ đầu những năm 1920 với mục tiêu nâng cao khả năng cận chiến của các binh sĩ. Môn võ này có nhiều điểm tương đồng với judo và jiu-jitsu nhưng cũng kết hợp nhiều yếu tố của các môn võ khác như là karate do, boxing và cả vật tự do nữa. Đấu vật cho phép vị Tổng thống Mông Cổ đi khắp nơi trên thế giới vào thời kỳ mà người Mông Cổ hạn chế đi ra nước ngoài. Ông Batuga đã được trao danh hiệu vận động viên tiêu biểu của Mông Cổ vào năm 1995 trước khi được chọn làm chủ tịch Liên đoàn Judo Mông Cổ vào năm 2006. Nghe những cái đối thủ như thế này cũng đã từng có gợi ý gặp gỡ ông Putin và tỉ thí bằng chân bằng tay thì có lẽ tỷ phú Elon Musk sẽ cần luyện tập thêm võ nghệ nhiều hơn hoặc cần tới sự trợ giúp từ chính người Ukraine. Ở Ukraine bây giờ có một người tên là Vitaly Klitschko, đó chính là thị trưởng của thủ đô Kiev. Ông là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp và là nhà vô địch hạng nặng của WBC khi còn thi đấu. Ông chưa bao giờ bị đánh gục cũng như chưa bao giờ để thua điểm trong bất kỳ một trận quyền Anh chuyên nghiệp nào. Hai lần phải nhận thua là do dính một chấn thương ở vai và bị rách mí mắt, và ở những trận đấu đó ông đã bị xử knock out kỹ thuật. Tuy nhiên ở thời điểm trận đấu kết thúc thì ông vẫn đang dẫn trước ở trên bảng điểm. Sức mạnh của ông cũng như việc ông sở hữu tấm bằng tiến sĩ khiến ông có biệt danh là tiến sĩ búa thép, một võ sĩ hiếm hoi có bằng tiến sĩ. Ông Vitaly Klitschko đã làm thị trưởng Kiev từ năm 2014 đến năm 2020 đã tái đắc cử. Người em trai của ông, Vladimir Klitschko, cũng là một nhà vô địch quyền Anh chuyên nghiệp và cũng có bằng tiến sĩ. Hai anh em đều là kỳ thủ cờ vua. Anh em nhà Klitschko đã tham gia quân đội Ukraine ngay từ những ngày đầu chiến sự bùng nổ. Và đó là chủ đề của câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bình luận viên Hải Thanh History với những câu chuyện về lịch sử và con người. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.